everyone. Welcome to teaching program on TV today. My name is Nguyễn Thị Minh Thư and I'm from Thanh Vĩnh Đông Secondary School, Châu Thành District, Long An Province. I'm very glad to be with you this lesson. Today, we will review some knowledge in Unit 10 Communication in English Grade 8. Mến chào các em đến với chương trình dạy học trên sóng truyền hình hôm nay. Cô tên là Nguyễn Thị Minh Thư, đến từ trường Trung học cơ sở Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong bài học hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng nhau ôn tập kiến thức trọng tâm bài số 10, môn tiếng Anh lớp 8 nhé. Các em hãy chuẩn bị tập viết phiếu học tập và cùng cô ôn tập nào. The contents of these lessons consist of three parts. Part 1, vocabulary. Review Unit 10. Part 2, pronunciation. Stressing words ending in ative and ative. Part 3, grammar. Review future continuous. Verb cluster infinitive. Nội dung bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại 3 phần. Phần 1 về từ vựng, ôn tập từ vựng bài số 10. Phần 2 về phát âm, ôn tập cách đặt trọng âm với những từ có tận cùng là ative hoặc là ative. Phần 3 về ngữ pháp, ôn tập thì tương lai tiếp diễn, động từ cộng với động từ nguyên mẫu có to. First of all, we review vocabulary. Ở phần ôn tập về từ vựng, chúng ta sẽ cùng nhau làm hai bài tập sau đây. Exercise. Match the words received with the pictures about ways of communication. Ở bài tập này, các em hãy nói từ cụm từ với các bức tranh về các cách thức giao tiếp. Trước khi làm bài, chúng ta cùng nhau ôn lại một số cách thức giao tiếp sau đây nhé. Using social media means sử dụng truyền thông xã hội. Sending letters means gửi thư. Video chatting means trò chuyện qua video. Emailing, gửi thư điện tử. Meeting face to face, gặp nhau trực tiếp. Using telepathy, sử dụng thần giao cách cảm. Having a video conference, có một cuộc họp qua video. Are you ready? Let's match. Now look at picture 1. Ở bức tranh đầu tiên, chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều lá thư. Vậy thì chúng ta sẽ nói với từ sending letters. Picture 2. Ở bức tranh thứ 2 thì chúng ta nhìn thấy đây chính là giao diện của một thư điện tử. So we met with emailing. Picture 3. Ở bức tranh số 3 chúng ta nhìn thấy có hai bạn đang trò chuyện trực tiếp với nhau. Vậy thì chúng ta sẽ nói với từ cụm từ nào đấy? Meeting face to face. Picture 4. Ở bức tranh thứ tư, chúng ta nhìn thấy các biểu tượng của các mạng xã hội thông dụng như là Facebook, Twitter. So, picture 4 with using social media. Picture 5. Look at picture 5. Ở hình số 5, chúng ta có thấy hai người, họ không nói chuyện với nhau, nhưng mà họ có những cái luồng suy nghĩ qua lại với nhau. Đây chính là cách thức giao tiếp nào đây các em? It is using telepathy. And picture 6. Ở bức tranh số 6, có hai bạn đang trò chuyện với nhau qua video. So, picture 6 with video chatting. And picture 7. Có rất là nhiều người đang họp qua video ở bức tranh số 7. Vậy thì bức tranh số 7 chúng ta sẽ nói với having a video conference. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành bài tập đầu tiên về ôn từ vựng. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang bài tập thứ hai nhé. Exercise. Fill in the blanks with the words received from the box to complete the sentences. Ở bài tập này, các em hãy điền từ, cụm từ vào khoảng trống để hoàn thành câu. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu các từ đã cho. Size, ký hiệu. Body language, ngôn ngữ cơ thể. Telepathy, thần giao cách cảm. Video chatting, trò chuyện qua video. Smiling, mỉm cười. Are you ready? Look at number one, please. People who cannot hear or speak often communicate with each other by using. Người mà không thể nghe hoặc nói thường giao tiếp với nhau bằng cách nào vậy các em?
À, đó chính là cách họ sử dụng ký hiệu để giao tiếp với nhau. Vậy thì câu số 1 chúng ta sẽ điền từ size. Number 2. Using Duolingo is an effective way to attract more people's attention. Trong khi nói một cách hiệu quả để thu hút được sự chú ý của nhiều người, đó là chúng ta sẽ sử dụng body language, chính là ngôn ngữ cơ thể. Number 3. Helps people connect to each other in such a quick and cheap way. À, cách thức giao tiếp nào sẽ giúp con người giao tiếp với nhau một cách nhanh chóng và không tốn nhiều chi phí? À, đó chính là trò chuyện qua video, video chatting. Number 4. Dancing and painting are examples of nonverbal communication. À, khiêu vũ và vẽ tranh là những ví dụ về giao tiếp không lời. Vậy thì theo em còn ví dụ nào khác về giao tiếp không lời nữa không? It is smiling. Đó chính là mỉm cười. Number 5. Using is a way to communicate instantly by thought. À, cách thức giao tiếp nào là cách thức giao tiếp tức thời bằng suy nghĩ vậy các em? Đó chính là thần giao cách cảm. Vậy thì câu số 5 chúng ta sẽ điền telepathy. À, chúc mừng các em đã ôn tập xong phần từ vựng. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang ôn tập phần phát âm nhé. Secondly, pronunciation. Let's do exercise, please. Complete the following words with ative or ative. Ở bài tập này, các em hãy hoàn thành từ bên dưới với ative hoặc là ative. Now, are you ready? Let's do it. Number one, activity. Number two, sensitive. Number three, quality. Number four, competitive. Number five, community. And number six, infinitive. À, bây giờ chúng ta cùng nhau ôn tập lại xem với những từ có tận cùng là ative hoặc là ative thì chúng ta sẽ đặt trọng âm vào âm tiết nào nhé. Stress in words ending in ative and ative. For words ending in ative and ative, place the stress on the syllable before the suffix. Với những từ có tận cùng là ative hoặc là ative, hãy đặt trọng âm vào âm tiết liền trước hậu tố nhé. For example, ví dụ như opportunity, positive. À, bây giờ chúng ta cùng nhau đặt trọng âm với những từ ở bài tập trước và các em lưu ý hãy đặt đúng vị trí nhé. Activity, sensitive, quality, competitive, community, infinitive. À, vậy là chúng ta vừa cùng nhau ôn lại cách đặt trọng âm với những từ có tận cùng là ative hoặc là ative. À, bây giờ chúng ta cùng nhau áp dụng làm bài tập sau. Exercise. Circle the word with a different stress bottom from the others. Ở bài tập này, các em hãy chọn ra từ có trọng âm khác với những từ còn lại nhé. Are you ready? Let's start. Look at number one, please. A. Attractive. B. Active. C. Sensitive. D. Talkative. À, các em chọn được từ nào đây? Bây giờ chúng ta cùng xem vị trí trọng âm của mỗi từ nhé. Attractive, active, sensitive, talkative. Vậy đáp án trong câu số 1 chính là câu A. Vì attractive, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Còn ba từ còn lại, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Number 2. A. Language. B. Conference. C. Understand. D. Message.
Hãy cùng xem vị trí trọng âm của mỗi từ nhé. Language, conference, understand, message. À, vậy đáp án trong câu số 2 chính là câu C, vì understand. À, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn 3 từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Number 3. A. Nationality. B. Opportunity. C. Possibility. D. Communication. Và đáp án của các em là câu nào? À, bây giờ chúng ta cùng xem vị trí trọng âm của mỗi từ nhé. Nationality, opportunity, possibility, communication. À, vậy câu số 3, đáp án là câu D. À, vì communication, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4, còn lại thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3. Number 4. A. Express. B. Rates. C. Describe. D. Design. Vị trí trọng âm của mỗi từ là Express, Practice, Describe, Design. And the answer is B. À, bởi vì practice trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, còn ba từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Number 5. A. Community. B. Activity. C. Quality. D. Infinity. Và vị trí trọng âm là Community, Activity, Quality, Infinity. And the answer is C. Quality. À, bởi vì quality trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, còn ba từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. À, chúc mừng các bạn đã có những lựa chọn đúng. À, vậy là chúng ta vừa ôn tập xong phần phát âm. Bây giờ cô và các em cùng sang ôn tập phần ngữ pháp nhé. Finally, we review grammar. Look at the picture. I have an example. I will be studying English online at this time tomorrow. À, khi bạn nói vào giờ này ngày mai, bạn học tiếng Anh trực tuyến, thì động từ trong câu bạn chia will be studying. À, đây chính là thì tương lai tiếp diễn, future continuous. À, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại xem khi nào mình sử dụng thì tương lai tiếp diễn và hình thức động từ ra sao nhé. Future continuous. À, về cách dùng, dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai. À, về hình thức động từ, các em ghi nhớ như sau. Thể khẳng định, chủ ngữ cộng will cộng be cộng động từ thêm in. Thể phủ định, chủ ngữ cộng will cộng not cộng be cộng động từ thêm in. Thể nghi vấn, will cộng chủ ngữ cộng be cộng động từ thêm in. Và cuối câu, các em nhớ thêm dấu chấm hỏi. Look at the example again. I will be studying English online at this time tomorrow. À, các em nhìn lại câu ví dụ và lưu ý cụm từ at this time tomorrow. Đây chính là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai tiếp diễn, identification signs. À, ngoài ra chúng ta còn các dấu hiệu nhận biết khác như at this time next week, month, year, an hour from now, at cộng giờ cộng thời gian trong tương lai, when cộng mệnh đề, động từ chia hiện tại đơn. À, bây giờ chúng ta cùng nhau áp dụng phần lý thuyết thì tương lai tiếp diễn mình vừa ôn làm bài tập sau đây. Exercise. Complete the sentences with the future continuous. Ở bài tập này các em hãy chia động từ trong ngoặc đơn thì tương lai tiếp diễn. Now look at number one, please. At this time tomorrow, I learn Japanese at Language Center. Hãy xác định dấu hiệu của thì tương lai tiếp diễn trong câu số 1. À, đó chính là at this time tomorrow. Và động từ trong ngoặc đơn sẽ được chia thành will be learning. Number 2. We climb the mountain at this time next Saturday. À, và dấu hiệu nhận biết chính là at this time next Saturday. Động từ climb sẽ được chia thành will be climbing. Number 3. They not have dinner together when you come tomorrow.
Các em hãy xác định đâu là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai tiếp diễn trong câu số 3. Đó chính là when you come tomorrow và hình thức động từ là will not be having. Will not trong câu phủ định các em có thể viết tắt thành won't. Number 4. You wait for the train at 9 a.m. next Monday. Dấu hiệu nhận biết là at 9 a.m. next Monday. Lưu ý đây là thể nghi vấn và khi chúng ta chia động từ will phải nằm trước chủ ngữ. Vậy hình thức động từ chúng ta được là will you be waiting? Number 5. What you do when I arrive tomorrow? Dấu hiệu nhận biết chính là when I arrive tomorrow. Và câu 5 cũng là một câu nghi vấn. Vậy thì động từ sẽ được chia thành will you be doing? Will sẽ đứng trước chủ ngữ trong câu nghi vấn. Number 6. This time next year, I live in London. Hãy xác định dấu hiệu nhận biết trong câu. Đó chính là this time next year. Và động từ được chia thành will be living. Number 7. Will not study at 8 a.m. tomorrow. Dấu hiệu nhận biết là at 8 a.m. tomorrow. Và động từ được chia thành will not be studying. Các em lưu ý will not, các em có thể viết tắt thành won't. Chúc mừng các em đã hoàn thành phần chia động từ thì tương lai tiếp diễn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang ôn điểm ngữ pháp thứ hai. Now look at the picture. I have an example. We are going to have a picnic. Do you want to come? Các em hãy lưu ý động từ want to come. Sau want, chúng ta sẽ sử dụng động từ nguyên mẫu có to come. Vậy khi nào chúng ta sẽ sử dụng động từ cộng với động từ nguyên mẫu có to? Verb plus to infinity. Nếu bạn muốn thêm hành động theo sau một động từ khác, bạn thường phải sử dụng danh động từ verb in hoặc là động từ nguyên thể có to verb. Example, they want to see Superman 3 this Sunday. Sau đây là một số động từ mà sau nó là to infinity. Những động từ về suy nghĩ, choose, decide, plan. Những động từ về cảm giác, love, hate, refer. Hoặc là những động từ khác như try, want, need. Các em lưu ý, một số động từ như love, hate, refer có thể được theo sau bởi cả danh động từ và động từ nguyên thể có to mà không có sự thay đổi đáng kể về nghĩa. Và bây giờ chúng ta cùng áp dụng làm bài tập sau đây nhé. Exercise. Choose the correct options to complete each sentence. Number 1. We decided through the forest A. To run, B. Run, C. Running. Và các em lựa chọn đáp án là câu nào? Bây giờ chúng ta cùng xem mình đã lựa chọn đáp án đúng chưa nhé. Chúng ta nhìn thấy trong câu có từ decided. Và chúng ta biết là sao decide là động từ nguyên mẫu có to. Vậy đáp án trong câu số 1 chính là câu A. To run. Number 2. We tried the fire out, but we were unsuccessful. We had to call the fire brigade. A. Boat. B. To boat. C. Boating. Và đáp án của các em là câu nào? Bây giờ cùng xem đáp án câu số 2 là câu nào nhé. Chúng ta nhìn thấy trong câu có động từ tried. Mà theo chúng ta biết sao try là động từ nguyên mẫu có to. Vậy đáp án của câu số 2 chính là câu B, to boot. Number 3. He doesn't want A, nor B, knowing C, to know. Trong câu chúng ta nhìn thấy có want và sao want là động từ nguyên mẫu có to. Vậy câu số 3 đáp án đúng là câu C, to know. Number 4. Ngọc has at the computer too long. A. Sit. B. To sit. C. Sitting. Các em lựa chọn đáp án nào? Chúng ta nhìn thấy trong câu có động từ has.
Chúng ta biết là sao hate có thể dùng động từ nguyên mẫu có to hoặc là động từ thêm in thì nghĩa đều không thay đổi. Vậy ở câu số 4, đáp án đúng là câu B, to sit, và câu C, sitting. Chúc mừng các bạn đã có những lựa chọn đúng. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành ôn tập phần ngữ pháp. Chúng ta vừa hoàn thành nội dung ôn tập ngày hôm nay. Phần từ vựng, ôn tập từ vựng bài số 10. Phần phát âm, ôn tập cách đặt trọng âm với những từ có tận cùng là ert hoặc là ertive. Phần ngữ pháp, ôn tập thì tương lai tiếp diễn, động từ cộng với động từ nguyên mẫu có to. Bây giờ cô cùng các em chơi một trò chơi nhé, để củng cố lại kiến thức nội dung ôn tập ngày hôm nay. Trò chơi có tên gọi là Fishing Game. Sẽ có các câu hỏi được đưa ra với 4 lựa chọn. Các em hãy lựa chọn đáp án đúng để giúp cậu bé trong tranh câu được cá nhé. Are you ready? Let's go! Inner, people communicate directly to each other. A. Letters. B. Video chatting. C. Face-to-face meeting. D. Texting. And the answer is... Yeah! C. Face-to-face meeting. Trong cách thức giao tiếp nào thì con người sẽ giao tiếp trực tiếp với nhau? Đó chính là C. Giao tiếp trực tiếp với nhau. Chúc mừng các bạn đã câu được cá nhé. I need some information about Portugal. A. Find. B. To finding. C. Finding. D. To find. And the answer is... Yeah. D. To find. Chúng ta nhìn thấy trong câu có động từ need và sau need là động từ nguyên mẫu có to. Vậy đáp án đúng là câu D, to find. Chúc mừng các bạn đã câu được cá nhé. This time next week Helen to Brazil with her husband. A. Travel. B. Travels. C. Will travel. And D. Will be traveling. And the answer is... Yeah. D. Will be traveling. Chúng ta nhìn thấy trong câu có dấu hiệu nhận biết của thì tương lai tiếp diễn. This time next week. Vì vậy đáp án đúng là câu D. Will be traveling. Chúc mừng các bạn đã câu được cá nhé. Choose the word with a different stress pattern from the others. A. Mobility. B. Maturity. C. Equality. And D. Nationality. And the answer is... Yeah. D. Nationality. Vì chúng ta thấy nationality trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3. Còn 3 từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Chúc mừng các bạn đã giúp cậu bé câu được cá. That's all for today. Thank you for your listening. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em luôn vui, khỏe và học tập thật tốt nhé. Goodbye!